Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh dạn hạ thủy ngày Đinh Sửu, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm dạn hạ thủy kỵ tuổi Tân Mùi, kỵ mùi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi, tuổi xung trong tháng tuổi Đinh Sửu, Ất Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới khai trương, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, may mắn được lục hợp nâng đỡ, vận trình của người tuổi Tý nhìn chung khá suôn sẻ. Bản mệnh có tinh thần làm việc khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì đã tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Thời gian này, tuổi Tý có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ vì đang có các tinh hậu thuẫn nên có thể giành được nhiều ưu thế. Song tốt nhất bản mệnh nên tránh xa những việc làm ăn phi pháp, trò chơi đỏ đen vì càng lún sâu càng dễ gặp nguy hiểm và tổn thất nặng nề hơn. Ngày thủy thổ xung khắc, tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng. Ngày này bản mệnh tốt nhất nên tránh đối đầu với người ấy để không lỡ buông lời làm tổn thương đối phương. Hãy cho cả hai người có không gian riêng tư để nhìn nhận lại bản thân rồi tìm hướng giải quyết. Cầu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, có tinh thần làm việc vững vàng, hăng say. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, tìm ra cách thức tiết kiệm thời gian và sức lực. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, có thể đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, nên tránh xa việc làm ăn phi pháp, đỏ đen. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 26, số 78. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Sửu được thực thần che chở nên đường tài lộc rộng mở. Dù con giáp này đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì cũng đạt được lợi nhuận nhất định, thu nhập nhanh chóng được cải thiện, giảm bớt phần nào sự lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đường công danh sự nghiệp tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối nào về hiệu suất hay các mối quan hệ với đồng nghiệp. Con giáp này cứ tập trung vào chuyên môn thì mọi việc không phải lo lắng gì hết. Tuy nhiên trong ngày thổ vượng nên bản mệnh cần phải đề phòng tai nạn, va chạm hoặc gặp các sự cố ngoài ý muốn. Những người làm việc tại công trường, nhà xưởng hoặc tham gia các hoạt động mạo hiểm càng nên chú ý, giữ tinh thần tỉnh táo để hạn chế tai nạn. Cầu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, đường tài lộc rộng mở, đạt lợi nhuận nhất định. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, thu nhập được cải thiện, giảm bớt lo lắng tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, duy trì được hiệu suất công việc ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, nên tập trung chủ yếu vào chuyên môn công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc, đề phòng tai nạn, va chạm, sự cố ngoài ý muốn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 20, số 56. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, người tuổi Dần trong ngày gặp chính ấn nên có cách làm việc khá quyết liệt, nhanh nhẹn. Bạn xông xáo là tốt nhưng cũng cần giữ chừng mực nhất định, không nên có hành động quá khích mà khiến người khác phản cảm. Song đường tài lộc có dấu hiệu bất ổn, tiền có nhưng chưa chắc đã giữ được trong tay. Con giáp này có khả năng kiếm tiền khá tốt nhưng lại dễ tin người nên có thể sẽ bị kẻ xấu lừa gạt. Tuy nhiên họa tới sát gần chẳng thể tránh, chỉ có thể làm giảm nhẹ để hạn chế xui xẻo mà thôi. Ngũ hành xung khắc lại khiến tình cảm lứa đôi xuất hiện ngày càng nhiều vết rạn nứt. Với người độc thân, có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp để tuổi Dần nuôi hy vọng cùng ai đó xây dựng một mối quan hệ mới, nhất là khi bạn chưa thực sự hiểu hết về con người đối phương. Cầu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy, làm việc khá quyết liệt, nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa, xông xáo nhưng cần giữ chừng mực. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ, không nên có hành động quá khích. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc, đường tài lộc có dấu hiệu bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi xuất hiện vết rạn nứt. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 34. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình ngày mới được thiên ấn trao cho người tuổi Mão sự tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình muốn. Bạn sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bạn trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong trước đối thủ. Tuy nhiên, cây cao thì đón gió lớn, cũng bởi vì quá mạnh mẽ và nổi bật nên con giáp này dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân muốn đặt điều, bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín của tuổi Mão. Bạn nên tránh hành động lỗ mãng, nóng nảy để không gặp phiền toái không đáng. Vận trình tình cảm có chiều hướng sa sút do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, mọi thứ không diễn ra như ý dù bạn đã cố sắp xếp,
lên kế hoạch cẩn thận. Hạnh phúc là điều ai cũng muốn nhưng đôi khi cần chấp nhận sự thật, dựa vào thực tế để có cách hành xử thích hợp. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có lợi thế cạnh tranh, chiếm thế thượng phong. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm có chiều hướng sa sút. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 76, số 22. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, nhắc nhở người tuổi Thìn nên chú ý làm việc cẩn thận bởi họa tiểu nhân đang đến gần. Sự chủ quan của bạn kết hợp với những tin đồn thổi thất thiệt dễ khiến cho tuổi Thìn đánh mất hình ảnh và uy tín của mình trong mắt cấp trên. Bất cứ tình huống nào, bản mệnh cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Đừng quên tiểu nhân chỉ đợi lúc bạn sơ suất để lộ ra sơ hở và giở trò đâm chọt, công kích. Bạn hoàn toàn có thể tránh được những điều đó nếu cẩn thận ngay từ đầu. Tuổi Thìn còn không gặp may trong vận trình tình cảm ngày hôm nay. Mối quan hệ lúc hợp lúc tan khiến cho chính con giáp này cũng cảm thấy nghi ngờ về quyết định lúc trước của mình. Nhưng nếu nỗ lực hàn gắn chỉ đến từ một phía, đến lúc cả hai cùng chán nản thì khả năng rạn nứt, đổ vỡ là rất lớn. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, chú ý làm việc cẩn thận đề phòng họa tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ đánh mất hình ảnh và uy tín trong mắt cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chớ để lộ sơ hở kẻo tiểu nhân lợi dụng nắm thóp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, vận trình tình cảm nhiều biến động. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 31, số 94. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc các tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy, được cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh xuất hiện trong vận trình, người tuổi Tỵ tìm thấy niềm đam mê trong công việc và kiếm được tiền từ nó. Với tinh thần hăng hái và yêu thích, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa tốt đẹp, mỗi ngày đi làm với Tỵ thực sự là một ngày vui. Đường tài lộc trong ngày các khí vượng như này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tiền bạc không còn là nỗi lo với người cầm tinh rắn bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ của tuổi Tỵ có thể rơi vào một mối quan hệ lưng chừng. Bản mệnh và đối phương đều có cảm tình với nhau nhưng chưa đủ lớn để có thể gọi là tình yêu nên vẫn muốn tạm thời dừng lại ở mức tìm hiểu chứ chưa đặt vấn đề để tiến tới tình yêu. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tìm thấy niềm đam mê trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, mỗi ngày đi làm thực sự là một ngày vui. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tài lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy,
rơi vào mối quan hệ lưng chừng, mập mờ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 66, số 98. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc các tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày chịu tác động từ cục diện tương hại, người tuổi Ngọ khó tránh những xui xẻo gặp phải trong hôm nay. Công việc vốn đang suôn sẻ lại phát sinh sự cố nửa chừng, không chỉ khiến bạn tốn nhiều công sức để khắc phục mà còn làm ảnh hưởng tới uy tín mà bạn đã xây dựng từ bấy lâu. Khả năng phán đoán vấn đề của Ngọ cũng không còn nhạy bén và tinh chuẩn như thường ngày. Bạn chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội. Tốt nhất Ngọ nên tham khảo ý kiến từ nhiều người để có cái nhìn toàn diện nhất về vấn đề. Chuyện tình cảm trong ngày hỏa sinh xuất cho thổ mang tới nhiều cảm xúc xáo trộn cho tuổi này. Cứ cãi nhau rồi làm lành được vài bữa lại cãi nhau khiến trạng thái tinh thần của cả hai đều mỏi mệt. Các cặp đôi cần nên lắng nghe để thấu hiểu nửa kia hơn, từ đó mâu thuẫn, xung đột cũng sẽ vơi bớt dần. Cầu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, công việc dễ phát sinh sự cố nửa chừng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy, tốn nhiều công sức khắc phục sự cố. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa, uy tín xây dựng bấy lâu bị ảnh hưởng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ, khả năng phán đoán vấn đề không nhạy bén. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi cần nên lắng nghe để thấu hiểu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 13, số 77. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày phạm cục diện tương hình như hôm nay, bạn chớ nên quá mức tự tin vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là. Nếu muốn tránh khỏi nhiều rắc rối, hãy luôn quan sát và tham khảo lời khuyên của người khác. Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thiện chí với mình. Đồng thời, khi góp ý với ai, bạn nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển, tránh tổn thương người khác. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi, thay đổi góc độ đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc đơn giản hơn. Cầu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim, quá mức tự tin, cho rằng mình có thể làm mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa, chú ý cách nói năng, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp với quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc, có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 25, số 80. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc các tường: xám, cà phê. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Hợi, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Trong ngày gặp chính quan hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Thân thêm phần thuận lợi. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn nên có sự lựa chọn và cân nhắc thật kỹ lưỡng, thay vì tính toán qua loa, thiếu trách nhiệm. Kết quả của ngày mai sẽ phụ thuộc vào chính những đầu tư của bạn trong ngày hôm nay đấy. Hành xử lạ lùng của một ai đó sẽ khiến cho bạn không khỏi ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi. Tuy nhiên nếu bạn chỉ giữ những băn khoăn ấy trong lòng thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hãy là người mạnh dạn lên tiếng, không chừng bạn sẽ nhận được những đáp án thú vị đấy. Về tình cảm, người đã lập gia đình nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng ham vui nhất thời để rồi chính tay mình đập tan hạnh phúc gia đình, khiến những người gần gũi nhất phải chịu tổn thương, còn chính bản thân mình lại mang tai tiếng. Cầu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy, hãy thôi tỏ ra nghi ngờ về người khác nhiều như thế. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa, cuộc sống của bạn đang được cải thiện từng ngày. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ, tu dưỡng bản thân thật tốt, đừng quá quan tâm chuyện người khác. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc, ảnh hưởng vì những tác động từ ngoại cảnh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim, có những điều bạn chẳng thể giải thích được hết. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 14, số 58. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc các tường: vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ: Tí, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Dưới sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp thái tuế, người tuổi Dậu đón tin vui ở nhiều phương diện trong ngày hôm nay. Con giáp này gây dựng được nhiều thành quả bằng chính sức lực mình, được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Tài lộc cũng có các tinh thiên tài trợ mệnh nên thần tài sẽ tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình, thành quả tuổi Dậu đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Song, bản mệnh cũng cần chú ý đến vấn đề chi tiêu, nên có kế hoạch rõ ràng để không hoang phí. Đường tình duyên vẫn tiến triển thuận lợi, bản mệnh và đối phương đã dần hiểu nhau hơn, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ sắp tới sẽ có bước chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ tình cảm của hai bên. Nếu cảm thấy thời cơ đủ chín, hai người có thể bàn tính đến chuyện trăm năm. Cầu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, gây dựng thành quả bằng chính sức lực của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa, được cấp trên tín nhiệm giao nhiều trọng trách. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ, thể hiện năng lực, thu về nhiều tiền. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc, chú ý chi tiêu nên có kế hoạch rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim, đường tình duyên vẫn tiến triển thuận lợi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 26, số 76. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, con giáp này nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời cần xem xét tình huống và lên kế hoạch thực hiện trước khi bắt tay vào một dự án nào đó. Bạn có thể đang suy nghĩ cảm tính, bỏ qua những rủi ro có thể gặp phải vì quá tự tin vào nhận định của bản thân. Có thể với những gì đạt được trong thời gian trước đó đã khiến bản mệnh dễ ngủ quên trên chiến thắng, tự cao tự đại với những thành tích mình đạt được mà quên mất rằng thành công đó mới chỉ là bước đầu. Con giáp này sẽ có được một bài học đắt giá vì sự kiêu ngạo và chủ quan của mình.
Trong phương diện tình cảm, tuổi Tuất cảm thấy thất vọng và chán nản khi tình cảm cho đi chẳng hề được nhận lại. Con giáp này dường như đã dốc lòng làm mọi điều cho đối phương nhưng tình duyên chẳng thể cưỡng cầu, đối phương vẫn chỉ dửng dưng và lạnh lùng. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, cần xem xét tình huống trước khi bắt tay vào dự án. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, chớ nên suy nghĩ cảm tính mà bỏ qua rủi ro. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, có thể trả giá đắt vì kiêu ngạo và chủ quan. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm cho đi chẳng hề được nhận lại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 23, số 59. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 18 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Cục diện tam hội giúp những dự định của người tuổi Hợi sẽ sớm trở thành hiện thực. Công việc khó khăn đã luôn có người sẵn sàng đứng ra trợ giúp. Tuy đối phương không thể làm thay bạn hoàn toàn nhưng vẫn mang tới cho bạn nguồn động viên lớn lao để không quản ngại vất vả. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc triển khai dự án, đổi việc thì cũng rất thuận lợi, có thể tiến hành ngay. Mọi việc đang hành thông suôn sẻ như vậy đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm như này. Nhân duyên trong ngày không tệ nhưng chưa thực sự tốt lắm. Bạn đang có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Tuổi Hợi vẫn cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả như ý. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, dự định sẽ sớm trở thành hiện thực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, công việc khó khăn luôn được trợ giúp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thể mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chớ bỏ lỡ thời cơ lúc đang thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, mối quan hệ chưa thể tiến xa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 18, số 67. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.